giá xăng dầu giảm rất mạnh, về mốc hơn 20.000 đồng một lít. Ngày 1 tháng 10 là ngày điều chỉnh xăng dầu chu kỳ mới, xong rơi vào thứ Bảy, ngày nghỉ nên theo quy định, nhà điều hành chuyển sang ngày 3 tháng 10, tức hôm nay. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, giá xăng E5 RON 92 về 20.730 đồng, giảm 1.050 đồng, xăng RON 95-3 là 21.440 đồng, giảm 1.140 đồng một lít, giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 22.200 đồng một lít, giảm 330 đồng, dầu hỏa có mức giá mới là 21.680 đồng, giảm 760 đồng, dầu ma rua có giá 14.090 đồng một kg, giảm 560 đồng. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 451 đến 600 đồng vào quỹ, dầu diô, dầu hỏa và dầu ma rua trích lập quỹ bình ổn từ 300 đến 741 đồng mỗi lít. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!